Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 rồi. Vâng, và cả chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích. Đó, hôm nay thì cả chúng em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bác tổng cộng gồm có 11 con máy cưa xích các bác nhé. Hàng thương hiệu, hàng Nhật bãi đã qua sử dụng rồi ạ. Và nhập trực tiếp từ bên Nhật trở về. Và máy móc thì cả hàng chúng em là cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhé. Đó, và hôm nay thì chúng em lên đánh dấu ký tự là lô chữ E này các bác. Từ E1, E2, E3 cho tới E11. Đó, các bác nào mà ưng ý con nào trong sản phẩm lô máy ngày hôm nay mà các bác không biết tên ấy, không biết tên con máy đấy là con máy gì, các bác muốn đặt hàng thì các bác chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ cho trực tiếp cửa hàng chúng em. Và các bác báo cho em là anh muốn chốt con E1 chẳng hạn, hoặc là con E2 chẳng hạn, là cửa hàng chúng em, các bác biết, cửa hàng chúng em biết ngay các bác muốn đặt hàng con này và con này, là cửa hàng chúng em sẽ gửi hàng đi và đóng hàng gửi đi cho các bác nhé. Và giá hiện tại là cửa hàng chúng em đã công khai hết trên từng con máy rồi. Đó, và giá này là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện hết rồi các bác nhé. Bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện hết rồi. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nhé. Không cần cọc trước, nên là các bác xem video cảm thấy ưng ý con nào rồi thì hãy liên hệ vào đặt hàng của cửa hàng chúng em. Hôm nay là lên là cửa hàng chúng em là vẫn là như mọi khi, chia thành hai hàng. Hàng bên dưới là những phòng dòng máy cưa khai thác tầm trung và những dòng máy cưa sử dụng gia đình chuyên nghiệp, máy những hàng chất lượng, hàng tuyển chất lượng đấy ạ, hàng cao cấp. Còn hàng bên trên này là những phần cưa nhỏ nhẹ để cho các phục vụ sử dụng gia đình, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15-20 hoặc là 25 phân đổ lại. Và hôm nay thì chúng em lên có hai con máy cưa tay cụt các bác nhá. Đấy. Các bác nào mà kinh phí thấp, mà kinh phí khoảng trên dưới 2 triệu thôi, thì các bác mà máy nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa nhỏ nhỏ để phục vụ cắt tỉa cành gia đình thôi, thì các bác tham khảo cho em lô bên trên này các bác nhá. Còn hàng bên dưới này là phần cao cấp hơn. Các bác nào mà kinh phí mà tầm khoảng 3 triệu hoặc là trên dưới 3 triệu thì các bác muốn hàng mà nòng máy lớn lớn một tí xíu thì các bác tham khảo cho em hàng ở bên dưới này các bác nhá. Vâng, và hôm nay thì chúng em gồm có những sản phẩm sau đây. Một là con máy cưa Estin 10S020 này. Máy móc cực kỳ vĩ và xuất sắc luôn các bác nhá. E1 giá 3.550.000. Dòng thương hiệu của Đức đấy ạ, Estin. Đó. Vâng, và con thứ hai là một con máy cưa Husqvarna 141, thương hiệu của Thụy Điển, 3.050.000 các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 40cc này các bác. 40cc về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại là cực kỳ thoải mái luôn. Thương hiệu của Thụy Điển, cực kỳ chất lượng luôn rồi. Vâng, và con E3 là một con máy cưa Shinawa, thương hiệu của dòng Nhật Bản. Đó, con này là 36cc các bác nhá. Shinawa 36cc. Và con này là theo máy là lam mặt cắt cực kỳ dài luôn, lam mặt cắt là được 40 phân. Lam là đầu Latin luôn các bác nhá. Đầu Latin luôn này ạ. Đấy. 2.800.000 cho con Shinawa. Vâng, và tiếp tục một con máy cưa nhỏ nhỏ G3200, phục vụ cho các về sử dụng gia đình hoặc là cắt tỉa cành, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực này, có núm bơm xăng phụ e gió tự nhảy. Đấy, con này là 2.400.000. Bằng thương hiệu Komatsu G3200 đấy, của dòng Nhật nội địa. Con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhá. Vâng, và một con máy cưa Echo Curit 2700 nữa. Con này cũng có tích hợp chủ giật trợ lực, có núm bơm xăng phụ. Con này là hệ đời cao các bác nhá. 2.200.000, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 28 phân đổ lại. Vâng, và đây là những sản phẩm của nhỏ nhỏ để cho các bác phục vụ gia đình đây. Một con máy cưa Echo Curit Grand. Con này là quá là nổi tiếng rồi. GC33, con này 33cc các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại các bác nhá. 20 phân ạ. Con này cực kỳ đẹp luôn rồi. Các bạn nhìn hai ốc chân lam này, phần mặt tiền của nó quá là vip rồi. Máy móc sáng keng sà beng. Một con máy cưa Komatsu G300, thương hiệu cũng quá là nổi tiếng, thương hiệu Komatsu Genowatt các bạn nhá. Con này để 30cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại, giá 1.850.000. Vâng, và có một con máy cưa Hitachi 33cc tiếp, 1.950.000. Con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Một con máy cưa Echo Curit 3400, công suất 34cc. Phần khúc là 34cc là thuộc cái dạng top, và phân khúc là những dòng máy cưa mà
lớn nhất về hệ sử dụng gia đình luôn rồi. 34cc là cực kỳ lớn luôn rồi các bác nhá. Con này có tích hợp xả áp ở đây cho các bác luôn này. Xả áp giúp giật cây máy cực kỳ nhẹ nhàng, giá 2 triệu đồng. Một con máy cưa Tananka tay cụt. Đấy, một con máy cưa Tananka tay cụt 1 triệu 900 ngàn, máy móc nguyên zin nguyên bản, thương hiệu Tananka 33cc. Một con tay cụt Tananka tiếp, con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực các bác nhá. Có tích hợp chủ giật trợ lực 2 triệu 050 ngàn. Đấy, đây là hai con máy cưa Tananka. Và bây giờ thì cả chúng em xin phép đặt máy quay xuống để giật test nổ từng con một và đo đường kính dài, độ dài của cây lam và báo giá này, báo thông số kỹ thuật và test nổ để cho các bác trải nghiệm và nghe thử tiếng máy các bác nhá. Các bác nào mà ưng ý thì hãy nhấc máy lên và đặt hàng của cửa hàng chúng em. Cây máy đầu tiên các bác nhá, một con máy cưa E1 Estin MS 020, thương hiệu của dòng Bãi Đức các bác nhá. Con này là nòng của nó là 40mm, công suất của nó là 36cc các bác nhá. Chuyên về cho các bác về sử dụng khai thác tập trung hoặc là sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Giá con này là 3 triệu 550 ngàn các bác nhá. Đấy, giá là đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi. Và tặng kèm cho các bác là một tip mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Đấy là bộ 3 phụ kiện của nó. 3 triệu 550 ngàn. Con này thì về cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 phân thì cực kỳ thoải mái luôn. Và chúng em xin phép đo cây lam của nó. Con này mặt cắt lam là được 34 phân mặt cắt các bác nhá. Và con này thì có thắng xích đầy đủ này. Lam xích con này thì khá là đẹp, lam là nguyên zin của nó các bác nhá. Lam là hệ lam tản nhiệt luôn ạ. Và xích con này sử dụng nó là sử dụng xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện các bác nhá. Và cái xích này là còn nguyên zin của nó luôn đây ạ. Sợi xích thì khá là to bản. Đây, cho các bác nhìn qua, sợi xích thì còn khá là đẹp đúng không ạ? Đấy. Phần bên trên này là để đổ nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá. Cái này thì các bác có thể sử dụng nhớt thải cũng được, hoặc nếu mà các bác không có điều kiện một tí xíu thì các bác mua nhớt sạch về các bác sử dụng. Còn nếu mà các bác không có điều kiện thì các bác sử dụng nhớt thải cũng được. Nhưng mà nếu mà các bác sử dụng nhớt thải ấy, thì em khuyên là các bác nên lọc nó qua trước một lần trước khi đổ vào máy, để tránh tình trạng lâu về dài thì nó sẽ bị tắc cái bơm nhớt, thì vệ sinh thì rất là cực kỳ khó khăn các bác nhá. Đấy. Còn phần bên dưới này là để nhớt để bôi trơn, để xăng pha nhớt. Xăng pha nhớt thì các bác đổ vào đây. Và thương hiệu Humana của dòng Thụy Điển. Con này là dòng Thụy Điển, sản xuất tại Thụy Điển và tiêu thụ sử dụng tại Nhật các bác nhá. Đây là toàn là chữ Nhật của nó thôi. Con này thì công suất của nó là 40,2cc. Dòng lô máy ngày hôm nay thì con này là thuộc dạng lớn nhất luôn rồi, không có con nào lớn hơn nữa các bác nhá. 40,2cc, 40cc các bác, Hu141. Con này thì 3 triệu 050 ngàn, thương hiệu của Thụy Điển đấy ạ. Hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Và con này sử dụng của nó vẫn là sử dụng xích chung 91. Xích vẫn là sử dụng xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện, làm xích từ nguyên zin nguyên bản của nó luôn. Con này mặt cắt phần cây lam là dài 37-38 phân. 37-38 phân luôn ạ. Cực kỳ dài luôn rồi. Về cho có cắt gỗ đường kính 30-35 phân thì quá là thoải mái. Thương hiệu Humana thì quá là nổi tiếng rồi. Các bác ở ngoài Bắc thì có lẽ sử dụng rất là nhiều với thương hiệu này. Mm-hmm.
Đây, và đây là thương hiệu của các bác miền Tây sông nước đây. Một con máy cưa xin tay qua 360. Con này là 36cc các bác nhá. Các bác nào mà có nhu cầu cần về mà ở dưới miền Tây thì có lẽ miền Tây sông nước đấy ạ. Thì có lẽ là các bác không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi. Cực kỳ nổi tiếng rồi đúng không ạ? Con này là vẫn là sản xuất tại Nhật các bác nhá. Hàng chuẩn Nhật nguyên zin nguyên bản. Con này hệ là lốc nhôm luôn. Mặt tiền cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Tem mác này các bác nhìn qua phần nước sơn của nó thì hầu như chưa bong chóc gì luôn ạ. Thương hiệu xin đây qua. Con này về cho các bác về cắt cây dừa cây diếc thì cực kỳ thoải mái và hợp lý luôn. 36cc vòng tua con này thì cực kỳ khỏe và chất lượng luôn các bác nhá. Tí nữa thì cả chúng em sẽ giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy để cho các bác trải nghiệm được cái tiếng nổ của động cơ nó thoáng máy và nó khỏe như thế nào. 36cc thôi nhưng mà vòng tua thì cực kỳ khỏe luôn. Lam con này mặt cắt là được 40 phân như đầu video cả chúng em đã nói rồi. Mà con này thì theo máy nó là một cây lam Latin luôn các bác nhá. Một cây lam Latin luôn này. Cực kỳ chất lượng đúng không ạ? Thương hiệu Sinagua, con này giá cả chúng em đang bán với giá là 2.800.000. Giá đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác rồi. Và phần này là phần để nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá. Phần bên dưới này là để xăng pha nhớt này. Và công tác thì ở đây, e gió thì ở đây. Đó. Vâng, còn các bác nào mà nhu cầu về sử dụng gia đình, cắt tỉa cành hoặc là máy nhỏ nhỏ một tí xíu mà hệ nòng đứng chất lượng, thương hiệu Komatsu Genowatt G3200 công suất 32cc các bác nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực, có núm bơm xăng phụ. Đó, e gió là e gió tự nhảy luôn ạ. Đây. Bóp vào tự nảy về. Phần này của nó đây các bác nhá. Cái phần này thì nó có bị cháy cháy xem xém một tí xíu nhưng mà không có sử dụng sao cả. Bảo hành cho các bác về phần này luôn. Bô hệ bô giảm thanh luôn các bác nhá. Và con này sử dụng là lam mặt cắt là được con này nói chung là về cho có cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại thôi ạ. 25 phân đổ lại thôi các bác nhá. Và lam con này mặt cắt của nó là được 30 phân. Nhỏ nhẹ để cho có về sử dụng gia đình. Con này thì là cân nặng thì khoảng tầm cả lam xích vào nữa thì tổng khoảng hơn 4kg một tí xíu thôi. Cực kỳ nhẹ luôn. Về các bác phụ nữ cũng có thể xài được luôn ạ. Cắt củi, cắt tiếc về sử dụng gia đình thì quá là thoải mái luôn rồi. Con này thì phần này, phần nắp trắng trắng này là để đổ nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá. Phần bên trên này là để xăng pha nhớt này. 32cc cho một con máy cưa E4. Dạ vâng, con E5 một con máy cưa Echo Kyorit 2700 hệ đời mới các bác nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực, có núm bơm xăng phụ cho các bác. Con này thì cân nặng khoảng tầm 4kg thôi các bác nhá. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Riêng về phần máy con em nghĩ con này nó
Bây giờ phần máy nó nặng chỉ khoảng tầm 3 kg này. Đây có thông số hết ở đây này các bác nhá. Này không biết các bác nhìn rõ không ạ? 3 kg cho máy đầu không và lam xích vào nữa thì em nghĩ con này chưa tới 4 kg đâu ạ, cực kỳ nhẹ luôn, hệ đời mới nó thiết kế cực kỳ nhỏ gọn cho các bác luôn. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại thì con này là xử lý được các bác nhá. Phần này, phần nắp đỏ này là để xăng pha nhớt. Phần bên dưới này là để nhớt để bôi trơn lam xích. Lam con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là sử dụng xích mini nhỏ gọn. Và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi. Con này thì cả chúng em đã lên cho các bác sử dụng luôn một sợi xích mới để về các bác sử dụng các bác nhá. Nhẹ nhàng. Dạ vâng, và hôm nay kiểu chúng em có một con tay dài Keurig Grand. Con này là 33cc các bác nhá. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Lam con này mặt cắt là được 36 phân mặt cắt. Xích là sử dụng xích chung 91. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn. E6 giá 2.050.000. Một con Echo Keurig màu trắng, mẫu mã cực kỳ đẹp. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác luôn. Đây là cái là con mới và đẹp luôn ạ. Giá cực kỳ hợp lý và rẻ luôn, 1.850.000 Komatsu G300 các bác nhá. Con này là công suất của nó là 30cc, về cho các về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 phân đổ lại. Đó, thương hiệu Komatsu Genowatt, nhỏ nhẹ, máy móc thì cực kỳ chất lượng luôn rồi. Một ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Lam con này mặt cắt của nó là được 30 phân mặt cắt các bác nhá. Xích là xài xích mini nhỏ gọn, trên thị trường bán rất là nhiều. Đó. Vâng, một con máy cưa thương hiệu Hitachi, quá là nổi tiếng rồi trên thị trường Việt Nam. Một con máy cưa bãi Đức các bác nhá. Con này thì công suất của nó là cũng 30cc, 31cc đấy ạ. Con này giá 1.950.000, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhá. Làm xích nguyên zin nguyên bản của nó luôn ạ. Con này là mặt cắt là được 30 phân sử dụng mặt cắt các bác nhá. Xích là sử dụng xích mini, có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. Con này là hệ của nó trên thị trường thay thế phụ tùng linh kiện thì rất là dễ dàng luôn các bác nhá. Nó con này thì hiện tại trên thị trường thì sử dụng rất là nhiều.
Và hôm nay là chúng em lại lên sóng giới thiệu cho các bác tiếp một con máy cưa Echo Curit 3400, công suất lớn nhất cho phần sản phẩm của máy cưa sử dụng gia đình luôn rồi. 34cc là hệ máy lớn nhất rồi các bác nhá. Làm con này thì cực kỳ dài luôn ạ. Làm con này mặt cắt là được 37 phân. Xích sử dụng là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Và con này thì hệ của nó là có xả áp luôn để giúp cho các bác giật sử dụng nhẹ nhàng của cây máy. Giật rất là nhạy nổ luôn các bác nhá. 2 triệu đồng cho con máy cưa 34cc tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đó. Con này thì cân nặng khoảng tầm hơn 4 kg một tí xíu thôi. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhá. Bây giờ thì cả chúng em có hai con mẫu máy cưa tay cụt để cho các bác về sử dụng gia đình đây ạ. Một con máy cưa Tananka về các bác hay trèo trên cao để cắt tiền tỉa nhánh, cầm một tay sử dụng đấy ạ. Một con máy cưa thương hiệu Tananka 33cc không có tích hợp chủ giật trợ lực, giá lại cực kỳ hữu nghị, chỉ 1.900.000, thương hiệu của Nhật Bản cao nhá. Hiện tại với giá này thì nó ngang với một con máy cưa Trung Quốc thôi, nhưng mà về độ sử dụng của nó vẫn như là máy móc của nó thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Em cam kết với đảm bảo cho các bác luôn. Về cái hệ này thì các bác ăn đứt về hệ máy cưa Trung Quốc luôn các bác nhá. Chỉ 1.900.000, thương hiệu của Nhật Bản đã qua sử dụng rồi nhưng mà cực kỳ bền bỉ và chất lượng, và hàng tiết kiệm nhiên liệu cho các bác nữa. Đó. Làm con này mặt cắt là được mặt cắt là được 30 phân. Con này thì có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn các bác nhá. Tam giảng lam xích trực tiếp trên phần thân lam. Các bác chọc tô vít vào đây các bác ngoái là tăng đưa trùng xích, tăng xích là nó ở phần này các bác nhá. Và con này sử dụng xích là sử dụng xích mini nhỏ gọn. Sợi xích nguyên zin của nó thì mát này, các bác nhìn qua sợi mát cho nó có khác với cái lại là những dòng sản phẩm hiện tại bán trên thị trường không ạ? Đó. Quá là chất lượng đúng không ạ? Cái này là chỉ có nguyên zin nguyên bản, sợi xích này nguyên zin của nó thì nó mới có thôi các bác nhá. Nhưng mà khi mà các bác sử dụng mà hỏng cái sợi xích này thì các bác quay trở lại về xích thường thì vẫn vừa luôn các bác nha, không cần phải lo. Máy cuối cùng trong lô ngày hôm nay, một con máy cưa Tananka E11. Con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác này. Các bác nào mà thích nhẹ nhàng thì lựa cho em con này. Có tích hợp chủ giật trợ lực, xích sử dụng là xích chung 91, xích trùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Và con này thì 35 phân mặt cắt cho phần cây lam. Tăng giảm vẫn là trực tiếp trên phần thân lam luôn các bác nhá. Tăng giảm vẫn là trực tiếp trên phần thân lam luôn. Thương hiệu Tananka, có tích hợp chủ giật trợ lực, 2.050.000. Dạ vâng, và vừa rồi thì cả chúng em thì đã giật nổ cũng như là test nổ hết tổng cộng một lô máy cưa xích rồi. Các bác nào mà ưng ý con nào gì ạ thì hãy mạnh dạn và liên hệ cho cửa hàng chúng em. Các bác báo cho em cái mã nhé, cái mã mà cửa hàng chúng em đã đặt trên từng con máy rồi đấy ạ. Thì các bác đọc cho em cái mã là cửa hàng chúng em sẽ biết ngay các bác muốn đặt hàng con gì. Hoặc các bác nào mà có sử dụng Zalo ấy ạ thì các bác kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em, thì các bác để đặt hàng ở trên Zalo cũng được, nhắn tin qua Zalo. Hoặc là khi các bác đặt hàng mà các bác chưa biết cách sử dụng của cây máy mình đã đặt hàng ấy ạ, thì các bác kết bạn qua Zalo cho cả chúng em. Khi mà hàng tới
bên nhân viên bưu điện người ta sẽ gửi hàng tới cho các bác. Hàng tới nếu mà các bác chưa biết cách sử dụng thì các bác gọi trực tiếp qua video, qua Zalo thì cửa hàng chúng em sẽ có người giới hướng dẫn sử dụng cho các bác, các bác nhé, hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên phần cây máy của mình luôn để cho các bác có thể sử dụng một cách nó là chỉnh chu nhất và hoàn hảo nhất. Vâng, và cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác.